tôi thân mến nha. Video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị xác minh danh tính cái sàn Vina Xiaomi để tất cả anh chị có thể giao dịch minh tối thiểu những cái đồng, những cái cổ phiếu như là Watford hoặc là ETH hoặc là USDT nha tất cả anh chị. Thay vì anh chị không xác minh danh tính, anh chị giao dịch có thể tối đa là 200 đô trên một cái tài khoản chưa xác minh danh tính nha tất cả anh chị. Đây thì em hướng dẫn cho tất cả anh chị xác minh danh tính để anh chị giao dịch một cái đồng tiền không giới hạn nha tất cả anh chị. Rồi để anh chị đăng nhập vào cái sàn Vina.io của tất cả anh chị nào không biết đăng ký thì em có để em cái phần link hướng dẫn cho tất cả anh chị nạp tiền vào đó. Anh chị chỉ việc copy mail gửi về email tất cả anh chị xác minh danh tính nha tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm vào trang cá nhân của đoàn người của mình nè. Anh chị bấm vào nút thông tin tài khoản nè. Đây thì em khuyên anh chị gì mình làm ăn lâu dài nên khuyên anh chị xác minh một cái danh tính trên sàn Vina.io nha tất cả anh chị. Rồi đầu tiên thì họ và tên nè, anh chị ghi họ và tên mình vô, ví dụ như anh chị tên Nguyễn Văn Nga thì ghi Nguyễn Văn Nga, anh chị ghi tên có dấu đàng hoàng luôn. Tôi quên nhắn nha. Rồi đây thì có 3 hình thức xác minh danh tính bằng lái xe. Thứ nhất là giấy chứng minh nhân dân, thứ hai passport, thứ ba là bằng lái xe nha các anh chị. Vì mình xác minh danh tính bằng giấy chứng minh nhân dân đi anh chị. Rồi cái số tiếp theo là cái số giấy chứng minh nhân dân anh chị có 9 chữ số anh chị. Cái số giấy chứng minh nhân dân của chị. Rồi em là số chứng minh nhân dân của em là Phan 24689. Rồi anh chị giới tính nào thì chọn vào anh chị. Nam thì anh chị chọn nam, còn địa chỉ thì anh chị ghi cái địa chỉ của mình vào. Địa chỉ là cái chỗ thành phố mà để trên cái nguyên quán cái giấy chứng minh nhân dân của tất cả anh chị nghe tất cả anh chị. Để em qua em coi. Để đem đâu sao. Còn số điện thoại thì anh chị điện số điện thoại của mình vào có không độ luôn anh chị. Đây là sàn của Việt Nam 0293157. Sàn VNX này là một cái sàn đứng một trong năm top sàn lớn nhất thế giới của lớn nhất của Việt Nam tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm vào giấy chứng minh nhân dân nè. Địa chỉ thì mình phan anh chị để cho em coi cái địa chỉ. Cái địa chỉ là anh chị sống ở thành phố nào thì anh chị ghi vào thành phố đó anh chị. Mình em không em sống trong quê nên không có ấy, em chỉnh thanh chung nè. Châu Phú, An Giang. Rồi anh chị bấm nút. Anh chị kiểm tra lại một lần nữa nghe tất cả anh chị coi có đúng không? 3 5 2. Rồi. Anh chị bấm nút sell. Cập nhật thành công. Phan để em kiểm tra cái anh chị. Sau khi anh chị bấm nút sell, anh chị bấm vào mục xác minh KYC nghe các anh chị. Anh chị lướt xuống nội dung dưới đây nè. Anh chị đọc hết cái dưới đây nha anh chị. Đây thì anh chị tải lên cho nó một cái dưới sau này, một bức ảnh dưới sau này nghe các anh chị. Chọn loại tài liệu xác minh nè, anh chị chọn vào chứng minh nhân dân xe, chọn vào. Rồi anh chị click vào đây tải cho nó lên một cái bức ảnh mặt trước giấy chứng minh nhân dân và cái mà ảnh mặt sau giấy chứng minh nhân dân và bức ảnh thứ ba có cầm bức ảnh thứ này nghe tất cả anh chị. Một ảnh có cầm một tờ giấy cầm giấy chứng minh nhân dân thứ gì nè chị. Anh chị bấm nút bấm một cầm tờ giấy có ghi chữ cầm giấy chứng minh nhân dân, anh chị ghi chữ xác minh tại Vina.io và ngày tháng năm chị anh chị KYC nghe tất cả anh chị. Vì đây thì em để em tải lên mới được. Rồi anh chị gửi lên giấy chứng minh nhân dân vào trước, giấy chứng minh nhân sau và cầm một tờ giấy anh chị. Rồi anh chị bấm vào mục gửi tài liệu nè. Ảnh lưu ý sau khi dưới 6 men anh chị. Rồi sau khi như vậy là mình đang tiến hành xác minh thứ nhất. Còn cái thứ hai là cái số điện thoại với địa chỉ ngân hàng thì tất cả anh chị khỏi muốn cập nhật thì cập, muốn không cập nhật cũng được nha tất cả anh chị. Anh chị chỉ cần cập nhật vào cái địa chỉ xác minh nè. Rồi anh chị gửi tiếp lên cho em một cái tất cả anh chưa gọi anh một cái tài liệu
Một cái tài liệu là giấy sao kê ngân hàng, như dự giấy tiền điện nước hoặc là sổ hộ chiếu nha tất cả anh chị. Rồi anh chị gửi lên một cái tài liệu nữa là giấy ngân hàng hoặc là giấy, nói chung thì giấy điện nước hoặc là những cái tài liệu passport cũng vậy, sổ hộ chiếu cũng được anh tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm nút gửi tiếp nè. Rồi như vậy là rồi ngân hàng này thì khỏi không được, anh chị chỉ cần xác minh danh tính là cái giấy chứng minh nhân dân với cái địa chỉ mình là được rồi các anh chị có thể giao dịch nhưng tới đàn anh chị. Về video em kết thúc nha các anh chị. À chưa anh chị ơi, anh chị việc bấm qua một giới thiệu nè, anh chị copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để những người giao dịch tất cả anh chị có thể nhận hoa hồng từ sàn Vinex.io nha các anh chị. Vậy video em kết thúc, mọi thắc mắc không hiểu không dưới anh chị nhớ cho em xin một like và đăng ký để cập nhật cái link từ em nhé. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị.